Duy xin chào ông bà cô chú anh chị. Hôm nay thì cô bác về chơi đông lắm. Giờ này bà nội nấu hai cái chảo nếp này luôn, để một chút nữa sẽ làm bánh dày. Ở đây một chảo, còn bên đây một chảo nữa. Chưa chín. Hồi có cơm cháy ngon lắm á. Cái chảo này nhỏ, nó nhanh chín hơn. Ở bên đây chín này. Ấy lâu lâu về là sẽ làm bánh dày ra. Cái chảo ở trong thì nó vẫn chưa có chín nên là bà bác cho thêm cái lá cây vô. Ở đây hai chảo là làm nhiều lắm. Bữa nay chú có chở hai đứa nhỏ về chơi nữa. Nếp chín này kia bỏ vô trong cái cối này để mà hồi giả luôn. Mua cái này từ hồi mua tới giờ giả cũng được nhiều lần lắm rồi đó, 3-4 lần hay gì vậy. Cái này thì bác mua hồi năm rồi. Thường thường mà nấu cái gì ra kia bà nội bới ra ăn chén thì để đây cúng ông bà vậy đó. Xong cái múc ra cái cối này nè để chuẩn bị đem đi giả đó. Cái này phải giả 2-3 lần mới hết. Cái chảo ở bên trong nhiều lắm. Ba chơi hải mỹ sụ. Chơi chưa ngon mua sao? Ở chính giữa nó vẫn chưa có chín. Ở phía ngoài thì nó chín, còn chính giữa thì chưa. Tại vì ở chính giữa nó trũng xuống. À, bên này nó vẫn chưa có chín đều. Ờ, chơi mỹ sụ. Lấy vòng vòng trước. Không phải nha. Điều gì mà sụ. Bởi anh thấp hóa hành. Đấy cái đó. Trời. À, bởi dung sụ thôi nha. Này đem lên giả trước. Con trai giòn lắm, nóng. Giòn khấu luôn cô chú ơi. Giờ đem lên để giả. Đó là ông Dượng. Ông đang cầm cái cối lên ông Dượng. Bác đưa khẩu trang vô cho ông Dượng với ông bác đeo vô để chuẩn bị giả bánh. Nó thân nặng rồi chứ nè. Vậy là được rồi đó cô chú. Hôm nay bà nội đổ cái này là đậu nành xay nhuyễn nha. Và nó có mè đen gì được nữa. Dạ.
bạn thích là bao nhiêu đây, nhìn lại. Peso. Quang à? Số tháo chưa số tháo? Số tháo đây. Chưa hậu đây, được chưa? Được chưa? Được chưa mà? Bông một phong điện thoại. Nó nghe giải rồi. Ê chị, sao là sao đấy? À. Cái cho. Kế vô lại ngồi nó rớt cái nhân kìa. Giữ được đi. Nó còn trong tô lò. Thứ cao lên mà. Sao bác sĩ chị? Chú già à? Ông giữ bây giờ đi về. Ông đem bọc đó về cho cô. Bữa nay cô thì không có quà. Anh bên cạnh chút á là ông ngoại của cô ca đó. Đây là trứng gà nè cô chú. Bà nội chuẩn bị vô bọc sẵn nè để ngồi cho bác đem lên trên thành phố ăn. Ê, cọng dây gì vậy ta? Hồi xưa là cân hải hồi xưa là bánh hồi xưa mở cơm cháy ngon lắm. Cái này là cái cối thứ ba nè cô chú. Hào khan. Ôi con cháy rồi nè cô chú. Lật lại để giòn lắm. Hỏi bên đây còn một cái nữa. Cháu này hồi cũng có cơm cháy. Số cuốn rồi à, thế sẽ khử cho ra. Cho ra. Ê khủ là. Khủ là. Cái này hồi nãy thiêu lửa sao nó bị khét rồi. Ổn quá. Ổn quá luôn. Cái này nó hơi khét. Nó giòn lắm coi chú. Dẻo nữa. Trong thì dẻo, ở ngoài thì giòn. Này răng mà khỏe khỏe á, ăn ngon. Dì thấy mấy bác nhà Dì thích ăn cái bánh này lắm. Ăn cái này thì nó dẻo dẻo, ngọt rồi thơm nữa. Nhưng mà ai thảo ngọt á thì ăn một hai cái, còn không thảo ngọt ăn chừng một cái này là thấy nó ngán lắm rồi. Nếp giả ra thì nó dẻo lắm cô chú. Dì ăn cái thôi. Dẻo, ngọt, thơm. Mà ăn này nhai nhai mỗi miệng luôn, nhai ăn cái này thôi. Mấy đứa nít nó không khoái này, người lớn khoái, mấy đứa nít nó không à.
来想不想吃？刚才是几个了？一个。啥？两。红了。哎呀。但红酒啊，他那金鸟也知道安奶，知道家的奶奶，豆豆知道吗？dân sao tóc dài á cô chú, giờ Di chở cho đi hết tóc nè. Cái tiệm của anh ở bên kia thường thường hết á, anh đóng cửa rồi, nên là hôm nay đi qua cái tiệm này để hết. Từng hết ba, đợi chút xíu. Bữa nay trời mưa nguyên ngày luôn, ngày mai bắt đầu là nắng lên. Hết xong nhìn thấy sáng sủa đẹp trai vậy. Thôi sẽ nè. Hết tóc ở bên đây xong đó cô chú. Cái đi qua đây mua hai cái lọp để về đặt tôm hùm đất. Đây chị đang lấy ra hai cái. Ý cơ tôi sẽ nè. Một cái như vậy là 20 tệ. Và lèn cơ hay sang cơ? Lá lèn cơ. Mua thêm đồ ăn gì nè cô chú, bỏ vô lần đặt nhé. Bọc này thì 4 tệ, bọc này thì 5 tệ. Cái này nè, nãy kìa. Thấy chưa? Để mua hai cái lợp với một bọc đó, để về đặt kìa. Hôm nay mang lên 2 cái lồng, một cái lồng 5 cái, một cái lồng 20 cái lồng 1 cái. Đúng không? Mình tính ra bà sẽ cho con đeo của mình. Chuyện này hết tốt. Dân xanh chỉ có mùi tệ thôi cô chú. Giờ hai thím cháu mua đồ về để đặt tôm. Tính mua gan heo mà gan heo giờ này đi không có rồi. Cái chị bán lợp á, chị nói mua thức ăn nó bỏ vô đặt nó cũng được. Hai thím cháu mua lợp chưa đặt. Giang xanh nó biết mấy cục thức ăn này rồi chứ. Chứ xin mài à? Ờ, xin mài à. Tiền, bạn chị đi đâu? Cái xoài bữa nay hai chị con chú về rồi đi chơi miết luôn. Mấy bữa trước không có về, bữa nay chút mới chở hai đứa về á. Làm xong rồi hai thím cháu đi đặt. Mùi thức ăn thơm lắm, bởi vì mấy vụ nó lại ăn mà. Dạng xanh bỏ vô trong đây. Còn ở trong đây là thức ăn nè, để vài lần nữa bỏ vô nữa.
còn thêm vài lần nữa đó, để hồi đem ra cái ao chỗ hôm qua hai đứa cháu câu đó, tại vì ở chỗ Di cũng không có sông, không có nhiều ao hồ nhiều để có thể đặt, chỉ có một hai cái thôi, mà chỉ có cái ao đó là có nhiều đó, hồi ra đó đặt. Rồi lấy giày mang đi. Lần nào về cũng làm nhiều như thế cô chú, làm xong cái chia ra những người ăn bọc cũng gì nè, ăn đem đi. Chào bác. Chào lên nhắn đi. Với ai ăn cơm, không có ăn cơm ở nhà. Hồi trưa với chiều nay là qua nhà của ông bác bên đây ăn cơm nè. Mỗi lần mấy bác mấy anh chị trên thành phố về là qua nhà bên đây nấu ăn ở bên đây. Mỗi lần về là tập trung nhà bên đây. Tới Tết về cái nhiều người cái ngủ ở trên đây luôn. Ở trên đây còn phòng. Nhà này là của ông bác ở trên Hoàng Thạch xây đó cô chú, để cho con cháu mà về đang tập trung về đó, có dịp gì tập trung về. Còn thiếu ốc chạy ra đây rồi. Thì bố suy là hình trăng. Vỗ xe hình trăng để bố suy ra là sẵn sàng khi khăn à. Ở bên đây không có đường đi, đi qua đường bên đây. Nó tính đi đường tắt. Tủ hỏi xỉa tà chăng là. Kêu con thấy mốt đừng đi. Đi ra đây hồi dơ hết. Cái ao này thì không có cá, không có tôm gì hết trơn. Chỉ có một dài cái ao bên đây có thôi. Sẽ mệt. Đây xuống dưới kia. Không biết bữa nay ông nội của chú Thị có đặt không? Nếu như ông có đặt rồi thì không có đặt nữa. Đây là chỗ hôm qua hai thím cháu câu. Sầu xin nó xin gì? Bữa nay ông bác không có đặt rồi. À không có đặt thì hai thím cháu gì đặt. Để thôi đặt nhiều quá. Ông đặt rồi mà mình đặt nữa thì thấy kỳ. Ông không đặt thì mình mới lấy ra đây mình đặt nè. Không biết. Còn cái nữa hồi đặt ở bên kia. Mấy sức đó ra ngoài hết hai viên. Cái này cạn rồi cô chú ơi. Đi xuống đây là hơn từ gối chút xíu à. Ok. Rồi. Buổi trưa ăn cơm một chập rồi, chiều nay ăn cơm một chập nữa, rồi ai sẽ về nhà nấy. Chỉ còn mấy món xào không à.
Cứ bỏ thêm giá và hâm lại cho nóng. Hồi trưa nấu một nồi cơm này ăn không hết, giờ đem đi hấp lại cho nóng. Thế mà thương hoàng này. Đồ ăn thì cũng hâm lại nóng hết rồi. Ăn xong này ăn cơm vô nha. Dạ. Đi ra kia ngồi đi. Là chị nhỏ hả? Rồi, lên lên. Ăn cơm xong mà ai cũng đi hết đây. Lâu lâu cái về à. Về anh chị là đồ ăn uống gì đó cô chú. Là mấy cô bác anh chị ở trên thành phố mua về. Ở đây có rau củ gì hái vô thêm. Ông có nuôi mấy con chó bên kia giờ ông đem cho nó ăn. Nuôi ở bên cái nhà máy cũ bên kia. Bữa nào ông vậy chứ, một ngày ông đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. Tối thì ông ngủ ở bên kia luôn. Tại vì gà dịch đổ bên kia. Chị ở sớm á, chị mua hoa này về xong rồi bó thành từng bó đem lại trước trường học bán. Rồi hai ngày nay trời mưa không à, chị không có bán được. Bây giờ còn đây nhiều lắm nè. Giờ mấy chị em ở sớm lại coi người mua ít. Hết cái hoa hồng hồng này. Để tới bữa nay nó cũng bắt đầu nó héo héo rồi nè. Cái này nó héo rồi. Hướng dương nữa. Hai ngày nay trời mưa hoài, đâu đi bán. Chị sẽ mua ít hoa về. Cái này nó còn tươi tươi nè, mua ít này về chung. Chị gói mấy cái giấy ra ngoài sẵn về để bông vô nè. Mà trời mưa không có đi bán được. Ở bên đây nữa. Cái hoa này đẹp nhưng mà cắt tóc thấp gì rồi. Đâu có bỏ vô cái bình bông được. Bình bông có gì cao cao không à. Anh đi mua ít bông này. Với hướng dương nữa. Mua về chân. Vì mua tiếp chị ít hoa hồng này nữa. Mà cái này nó hơi ngắn mà. Tại vì chị cắt cái này để chị ghim vô cái chậu bông á. Nên là mua cái này về kiếm mấy cái chai gì nó thấp thấp bỏ vô. Như đây được chậu cho ta. Hoa hồng hoa hồng mà đẹp. Nó để cũng 2 ngày rồi nó không có tươi. À. Như đây chị bán cho chị 60 tệ nè. Để bà ơi chú, về chân ra. Như đây đầy chân được 2 chậu bự. Cái này chị kiếm mấy cái chai gì đó thấp thấp nó bỏ vô được chai nữa. Đó là cái
nhục á, không thôi vậy nhà không lo nhục á, giống gì rồi. Như về tới nhà coi chú ơi, nhìn thấy bông hoa màu sắc là thấy yêu đời vậy đó. Hồi chiều chị nói cho Di vài cành, tại vì nó không, chị bán thì em mua chứ cho em không lấy. Tại vì bán không được còn lỗ vốn nữa, sao mà lấy được. Cái gì thấy mà bệnh thấy nè, mấy bông cũng đẹp quá, mua nhiều đây. Giờ thì cắm thôi. Mấy bữa mà ba bé sò về đó, cái Di đi quay video, rồi bỏ cái cây này nè, cái cây để gắn điện thoại vô quay nè, cây chống rung rồi nè. Cái hôm qua đi làm tới nơi rồi lấy gửi về, hôm qua gửi bữa nay nhận được rồi ta, gửi phát nhanh. Thôi ở nhà sợ không có cái gì cầm quay. Video đến đây cũng kết thúc rồi. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều vì ngày nào cũng dành thời gian để xem video, xem quảng cáo ủng hộ gia đình Di hết. Di hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị vào ngày mai.